Xin chào các bạn. Cái video hôm nay mình thực hiện giới thiệu cho các bạn về cái dòng OCU Hyundai do Delphi thiết kế. Thì cái dòng OCU do Delphi thiết kế này xài là thế hệ kim Bijo, nên là cái việc mà để mình hiểu về cái dòng OCU này và mình để mình sửa chữa xử lý các cái lỗi trên cái dòng OCU này, đặc biệt là kim Bijo, là nó sẽ rất là khó so với kim solenoid. Thì mình thực hiện cái video này mục đích là cho để gửi tới bạn một số kiến thức về cái dòng OCU này, và đặc biệt là cái phương pháp làm sao để mình test được cái kim full Bijo, là một điều rất quan trọng để nó giúp mình cái việc là xử lý các cái lỗi liên quan tới bị. Đầu tiên là mình nghi ngờ kim, làm sao test được kim, mình nghi ngờ cái hộp, làm sao test được cái hộp. Thì mình sẽ làm cái video này hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái dòng ở chỗ này, các bạn thấy không? Đây là cái show của dòng Hyundai nha. Kia thì hiện giờ dòng Kia Bongo nè, rồi đặc biệt là Hyundai Motor, Sorati, rồi Tarek, các bạn lưu ý ha. Và một số dòng ở nước ngoài ví dụ như là E20 nè, E20 máy dầu vẫn có. Rồi thì những cái dòng này là gì? Đều là xài hộp Delphi. Thì cái hộp Delphi này đặc điểm của nó là rất là nhỏ gọn. Và các bạn thấy thì nó rất nhỏ gọn ha. Và nó là đặc tính nó là xài cái kim Bijo để điều khiển. Cái OCU này sẽ điều khiển cái kim Bijo để phun dầu vào vòng đốt. Thì các bạn biết là cái kim Bijo nó rất là khó để kiểm tra, cũng như là cái giá trị nó là cao so với cái dòng kim solenoid. Thì việc hiểu biết để mình kiểm tra hộp, kiểm tra kim, điều đó rất quan trọng, tránh những cái trường hợp mình không hiểu làm dẫn đến cái việc nó bị kim nó bị kẹt ha, hoặc là bị kẹt dẫn tới việc là gì, phải đi căn chỉnh nó rất là mất tiền. Tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn về cái thiết bị mình dùng hôm nay nha. Thì cái như các bạn biết là cái hộp nó sẽ sử dụng ở trên cái xe. Thì khi mình khởi động động cơ thì cái hộp sẽ nhận tín hiệu, nó đọc tín hiệu các cảm biến và nó sẽ điều khiển cái cơ chấp hành, ví dụ như là điều khiển kim, điều khiển con cái bơm ga máy dầu ha, rồi điều khiển cái gauge control để tạo lốc xoay này, điều khiển cái turbo điện ha để nó tăng giảm cái lượng khí nạp vào động cơ, rồi điều khiển cái van để các cái như là máy lạnh, điều khiển các cái solenoid rồi điều khiển các hệ thống xong nè, rồi ở sẽ đọc cái điều đọc các cái cảm biến về để điều khiển các cơ chấp hành đó. Đặc biệt là xe này, như cái OCU này sau này nó có một hệ thống là khí thải là DBF ha. Thì cái việc là mình xử lý cái bầu DBF này để mình làm sao để mình loại trừ đầu bầu DBF này rất là một vấn đề rất là khó. Thì hôm nay mình làm cái video, hôm nay trong cái video này mình sử dụng một cái thiết bị, các bạn xem ha. Cái thiết bị bên mình dùng là thiết bị, và hay là thiết bị bên mình thiết kế chế tạo ha, là OCU thôi nha các bạn. OCU tơ này mục đích của nó làm gì? Mình để mình tạo các tín hiệu để cho gì động cơ nó hoạt động. Các bạn nhìn đây ha, đây là các cái cam của nó nha các bạn. Hầu như là nó đủ một cái cảm biến trên máy xăng, máy dầu của dòng châu Âu, nó rất là đủ. Thứ hai là các bạn thấy đây là cái connector ha, và các cổng con để mình gì lấy tín hiệu từ trong cái máy này ra mình kết nối với hộp. Thì trên cái màn hình này các bạn thấy gì, nó có hiện các thông số ha, theo map là TB, map MAF, chân ga, bung ga, oxy. Rồi các bạn thấy gì, EGR là con transfer là con DBF ha, cảm biến DBF là con cảm biến nhiệt độ là con RPM ha, tốc độ của cơ này, rất nhiều cảm biến. Thì tín hiệu cảm biến từ trên cái máy giao lập này nó sẽ đưa vào đâu, nó đưa vào cái hộp này. Thì cái hộp này nó sẽ chạy đâu, nó sẽ điều khiển cái gì, nó điều khiển các cái cơ chấp hành. Thì các bạn nhìn đây là một cái bảng LED ha, cái bảng LED mục đích làm gì các bạn? Mục đích của nó là gì, để hiển thị các cái hoạt động của hộp để mình nhìn nhận biết được. Ngoài dùng LED thì mình có thể dùng các cơ cấu gọi là các cơ cấu thực tế, ví dụ là mình dùng SCV không,
Ở trên này mình có dùng một cái motor để mô phỏng cái quick control, cái van điều khiển lốc xoáy chạy của mấy dòng Hyundai ha. Mình có dùng một cái cấu là CV. Ngoài ra các cơ cấu còn lại mình dùng cái gì các bạn? Mình dùng cái bảng LED nha các bạn. Mình dùng cái bảng LED để mình gì hiển thị ha. Thì lát nữa mình sẽ điều khiển, thế mà sẽ ra là cái LED này sẽ sáng lên nha. Thì mình nhận biết được cái hoạt động nó trực quan hơn. Thì đây là một cái mô hình để mình đầu tiên là mình test cái hộp này để mình tìm ra cái lỗi mà mình nghi là cái kim số máy nó không điều khiển, là mình test được. Mình nghi cái SUV nó không chạy, mình test được. Mình nghi cái điều khiển xoay này, rồi các cái van như là turbo điện ha, hay là van chỉ huy control, rất nhiều cái để mình test. Thì cái máy dầu trong này nó rất là phức tạp, đặc biệt là máy dầu Hyundai hoặc máy dầu châu Âu. Thì để hiểu được test các cơ cấu hành này để giúp mình trong việc chẩn đoán nó rất là quan trọng. Thì hôm nay mình tiếp theo ha, mình sẽ giới thiệu cho bạn cách test ha. Đầu tiên bạn test nó ha, thì các bạn vào mục số 4 đây. Trong này có mục số 2 là cái dòng Hyundai này nha. Hyundai, cái thế hệ Hyundai này là của Kim Bio do Delphi thiết kế. Mục số 2 là cái số này là số Delphi. Tiếp theo bạn nhấn Enter và bạn theo đây. Các bạn thấy là gì? Các giá trị gì? Các cái giá trị của cảm biến nó ở đây. Các bạn có thể gì? Có hai trang nha, có hai trang thứ hai mình xem. Thì các bạn có thể tùy chỉnh các cái cảm biến này. Thì đây là cái mô hình, thì các bạn thấy là gì? Mình đưa cái tín hiệu từ bên này này, tức là mình lọc nó qua bên đâu, qua bên ECU. Nhưng nếu ở trên xe thì mình đâu không cần tháo ECU về đây, mình kết nối các cái cảm biến ở đâu? Ở trên cái mô hình này vào cái dắt cảm biến trên xe là mình có thể giả lập được, không nhất thiết phải tháo ECU ra. Như mình bên mình thì để cho bạn dễ trực quan trên đầu mình dễ hiểu hơn, thì mình đã làm một cái mô hình gồm có ECU và cái máy giả lập thôi, không cần cái xe. Tiếp theo ha, theo các bạn này mình đã giả lập tín hiệu, mình đã giả lập tín hiệu rồi. Tiếp theo mình làm gì? Mình sẽ bật nguồn cho cái ECU nó chạy nha. Bạn nhìn ha, bạn thấy không? Đây là bốn con led điều khiển gì, nó hiển thị bốn cái kim hoa cái video hoạt động, bạn thấy không? Nó nhấp chấp cho mà có nghĩa là gì? Cái dùng là điều khiển cái gì, là điều khiển cái đã điều khiển kim đã ra rồi. Thì bây giờ dùng điều khiển kim là lại ok, thì còn lại cái kim nếu không full thì qua sang lại kim ha. Đây là cái SUV của bạn ha, SUV thực tế ha, cái con điều khiển áp suất, con điều khiển lưu lượng dầu lên cái bơm để bơm nó đợt nó tạo cái áp cho đưa lên thân reo ha. Tới với con led của nó nha, con led là một cái con led màu xanh là của van gateway, một cái con led màu vàng là của con SUV ha. Các bạn tham, đây mình đã tắt rồi ha. Thì các bạn lưu ý gì? Khi mình đưa tín hiệu vào thì cái ECU này nó chạy, thì làm sao mình điều chỉnh dùng cái máy giả lập này để mình điều chỉnh các cái giá trị đúng để cái ECU này hoạt động là một việc rất quan trọng các bạn. Thì làm sao biết được? Đầu tiên mình phải hiểu về cái hệ thống phun dầu, thứ hai mình phải hiểu là các cái cơ cấu chấp hành, các cái cảm biến này nó trả về chỉ nào để ECU hoạt động. Thì trong các cái tài liệu cũng như là các cái khóa học bên mình đều có trang bị cho các bạn các kiến thức này. Và với cái chung này làm sao để nó hoạt động, nó cần những tín hiệu nó hoạt động thì bên mình đều có cung cấp hết. Thì các bạn chỉ cần làm đúng, mình hiểu cái đưa đủ cái tín hiệu đó thì cái ở chung này nó sẽ được chỉnh full. Nếu mình đưa đúng nó không được chỉnh full đúng không? Thì chắc chắn là lỗi do đâu, do cái chung này. Thì các bạn thấy gì, cái mô hình này nó giúp mình giải quyết cũng như bắt bật các cái bệnh liên quan tới cái hệ thống phun dầu rất là nhanh. Mình nghi cái nào mình test cái đó, mình test xong thì mình sẽ biết là cái nào hơn mình có thể thay thế ha, rất là nhanh. Mình làm lại các bạn xem ha, bạn bước một lần nha. Đây. Mình làm lại em, tất nguồn mình mở một lần nha, bạn thấy không? Rồi mình đưa vào có thể gì cái van gì turbo điện nó chạy ha. Vì nó không có cảm biến vị trí nên là nó chạy một lúc sẽ tắt. Thế là mình thấy là cái kim không phun đâu, SUV nó chạy nè.
Ngoài ra còn rất nhiều bạn cảm bị còn cái giống hành mình chưa có cho các bạn xem ha. Thì các bạn thấy là gì? Cái việc để cho cái Azure phun dầu này nó phun á, nó rất là nhanh, nó rất là dễ, nó không có phức tạp nếu mình hiểu nó. Hay đây là nguyên toàn bộ cái mô hình bên mình nha. Ngoài ra mình còn dùng cái gì? Mình tắt nha các bạn. Ngoài ra mình còn dùng ha, các bạn thấy mình còn gì? Bên cạnh đây là một cái máy GDS ha, VCI của GDS của Hyundai nè. Mục đích của nó làm gì? À, nó sẽ kết nối vào cái máy ở trong này. Tại là show để nó đọc tín hiệu, nó sẽ làm gì? Nó sẽ mình cái tín hiệu mình đưa vào cái show này từ máy nhà lọc nè, đưa vào show này. Xong rồi, ở show sẽ được có chấp hành. Làm sao mà biết cái Azure nó nhận tín hiệu được không, nó hoạt động như nào thì mình dùng cái gì, cái máy chẩn đoán mục đích là gì, để đọc mà lỗi nè, xóa lỗi nè, đó là cái điều rất đơn giản. Còn một việc quan trọng gì, mình sẽ đọc thông số chuẩn của Azure này ra xem cái Azure này nó hoạt động có đúng hay không. Ví dụ mình đưa cảm biến vào mà Azure này nó không gì, nó không nhận được và chứng tỏ là Azure vấn đề đúng không, cảm biến chuẩn rồi thì Azure vấn đề. Nếu mình đưa tín hiệu cảm biến chuẩn vào rồi Azure nhận được nhưng Azure không điều khiển được thì cái phần công suất điều khiển sẽ có vấn đề. Thì nó giúp mình thì giải quyết cái việc chẩn đoán ở show, nó giúp cho mình chẩn đoán xe, sửa lỗi xe rất nhanh. Thì đây là một cái gì, cái phần máy chẩn đoán này là gì không thể thiếu được khi mình, đặc biệt là mình làm chẩn đoán trên xe, chẩn đoán điện này, rồi thì bác nhân nhân học, đặc biệt là cũng như là mình làm cái ở show, là chẩn đoán ở show để tìm cái lỗi ở show, thì cái việc máy chẩn đoán rất quan trọng. Thì cái mô hình mình cũng mà thấy gì gồm cái máy giả lập ở show, show cái test, cái bảng test này và cái máy nhận đoán, đó là những thứ mình cần để khi mình nghiên cứu ở show, tìm lỗi ở show hoặc là làm cái ban bản xe. Thì cái mô hình này nó tương tự như cái xe và có thể dùng nó để nghiên cứu, để tìm lỗi ở show, test ở show qua và cũng có thể là gì để chẩn đoán cái show này trực tiếp trên xe luôn. Thì thông qua video này mình muốn các bạn hiểu là gì, để làm cho cái Azure, để test một cái Azure phun dầu đeo phi hay cái phun video nó không khó, nhưng mình phải được trang bị các kiến thức cần thiết để mình làm. Thì hy vọng qua video này mình các bạn thấy là gì, mình các bạn thấy là để hiểu được một Azure và làm một Azure nó không khó. Khi mình đã tìm ra cái nguyên hư hỏng thì biết cái tiêu là gì, biết cái Azure nó hư thì mình sửa Azure, mình thay Azure bài hoặc đặt Azure mới mình thay hoặc sửa Azure. Còn nếu không phải Azure thì trên xe sẽ bị thì nó phải view cái việc rút ngắn thời gian để mình làm con xe rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng video này sẽ mang đến cho bạn một số kiến thức hữu ích. Nếu các bạn có những đóng góp hay góp ý cho bên mình thì các bạn có thể liên hệ cái số điện thoại trên máy ha, để số điện thoại ha, mình số hotline bên mình ha, để được để có biết bên mình để ngày càng hoàn thiện cũng như là nhận các ý kiến của các bạn để hoàn thiện hơn những cái nội dung bên mình. Và cũng như là các bạn có thắc mắc gì thì hoặc cần hỗ trợ thì các bạn cứ liên hệ cái số điện thoại này. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi.